đời tôi làm để mua được một căn nhà đó gần 50 cây vàng, nhưng mà chỉ giải quyết đền bù cho tôi có 94 triệu. Rồi cho tôi mua một căn hộ tái định cư phải đóng thêm 800 triệu mới được lấy căn hộ đó. Thử nghĩ như vậy có uất ức cho tôi không? Đền chúng tôi có 3.787 mét vuông mà chỉ được đền bù 150.000 đồng. Thì bây giờ thua ba tô phở nữa chứ đừng nói ba tô hủ tiếu. Đặc biệt thì chỉ đã có 568 triệu, 150.000 đồng. Thành phố có điều chỉnh gì đi nữa thì chỉ điều chỉnh trong phạm vi quy trang quy hoạch 642 diện tích đất tự nhiên của quyết định 367 thôi, chứ không thể điều chỉnh ranh quy hoạch. Và sau đó, sau khi điều chỉnh ranh quy hoạch, thành phố có trình thủ tướng phê duyệt không? Vì đây chỉ là công dân cho điều chỉnh chứ không phải là một quyết định cho phê duyệt. Ba tôi năm nay đã báo với bà là đã mất 2 năm rồi, năm nay ông là 104 tuổi rồi, mất năm 102 tuổi. Thì lúc mất ông tôi hỏi nhà tôi đâu, thì tôi cũng thích nói cho tôi là con tôi không nói được, tôi chỉ biết là thôi ba chờ thôi, ông chờ cái nỗi mà chút hơi thở cùng cũng nói là nhà tôi đâu, tôi không biết trả lời đâu nữa. Bây giờ tôi nói thẳng với bà mà trong khi đó đó, cái bản xác nhận điều chỉnh nó có rõ ràng phường 9 á,